Vòng đấu cuối cùng của V-League 2018 cũng đã chính thức hạ màn ở trận chung kết ngược giữa sổ số kiến thiết Cần Thơ và Nam Định. Dù các học trò của huấn luyện viên Vũ Quang Bảo đã vươn lên dẫn bàn ngay từ rất sớm do công của Wanda Luiz, nhưng họ đã không giữ được kết quả này khi để Hữu Quý gỡ hòa trước khi hiệp 1 khép lại. Dù rất nỗ lực trong hiệp 2, nhưng đội chủ nhà sổ số kiến thiết Cần Thơ vẫn không thể một lần nữa làm rung lưới Quốc Thiện SLA để giành chiến thắng, qua đó nuôi hy vọng trụ hạng. Để Nam Định cầm hòa, thầy trò huấn luyện viên Vũ Quang Bảo đành nhận chiếc vé duy nhất xuống hạng ở mùa giải năm nay, khiến đồng bằng sông Cửu Long sạch bóng trên bản đồ V-League. Trên sân Thanh Hóa, bàn thắng duy nhất của tiền đạo Rimario đã giúp FLC Thanh Hóa giành chiến thắng sát nút trước Sana Khánh Hòa với tỷ số 1-0, qua đó đưa thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và chính thức về đích với vị trí Á quân. Trên sân Gò Đậu, Công Phượng dù rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng, qua đó nâng cao thành tích ghi bàn trong mùa giải năm nay. Tuy nhiên, trong một ngày mà hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm, Hoàng Anh Gia Lai đành phải nhận thất bại đậm đà với tỷ số 1-4. Đáng chú ý ở trận đấu này, Tiến Linh đã tỏa sáng với một cú đúp để nâng thành tích ghi bàn của mình lên con số 15, qua đó giành danh hiệu không chính thức vua phá lưới nội tại V-League 2018. Sau đây là kết quả một số trận đấu khác và bảng xếp hạng chung cuộc V-League 2018. Tối qua, tạp chí danh tiếng France Football vừa công bố danh sách rút gọn 30 ứng viên cho giải thưởng quả bóng vàng châu Âu 2018. Luka Modric tiếp tục được đánh giá là cầu thủ có khả năng cao nhất giành danh hiệu này, sẽ phải cạnh tranh với các ngôi sao nặng ký như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Gareth Bale hay Eden Hazard. Chiếc vô địch của đội tuyển Pháp tại vòng chung kết World Cup cũng giúp cho Antoine Griezmann, N'Golo Kanté, Kylian Mbappe, Paul Pogba, Rafael Varane góp mặt trong danh sách rút gọn. Tuy nhiên, giới chuyên môn lại không đánh giá cao khả năng gây bất ngờ của các chú gà trống Goloa. Ngoài một số bất ngờ như Marcelo, Luis Suarez v.v. hay đặc biệt là trường hợp của Karim Benzema cũng khiến người hâm mộ đặt hoài nghi về tiêu chí lựa chọn của tờ tạp chí thể thao uy tín này. Vào ngày 3 tháng 12, người chiến thắng sẽ được vinh danh trong lễ trao giải tại Paris, Pháp. Ngoài giải thưởng danh giá trên, năm nay France Football còn quyết định thành lập thêm hai giải thưởng mới bên cạnh Ballon d'Or danh giá, đó là Ballon d'Or dành cho nữ và Copa Trophy dành cho cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất thế giới. Khác với Golden Boy của Tuto Sport, Copa Trophy của France Football chỉ chọn ra 10 ứng viên. Tên giải thưởng được đặt theo tên của huyền thoại bóng đá người Pháp Raymond Kopa, người vừa qua đời vào tháng 3 năm ngoái ở tuổi 86. Danh sách của 10 ứng viên cho danh hiệu Copa Trophy bao gồm Alexander Arnold, Jose Maua, Patrick Coutrone, Rissou Duam, Gianluigi Donnarumma, Amadou Hara, Justin Kluivert, Kylian Mbappe, Christian Pulisic và Rodrigo. Trong số này, Mbappe đương nhiên là ứng cử viên nặng ký nhất. Tiền đạo 19 tuổi là nhân tố quan trọng giúp Pháp lên ngôi World Cup. Ngoài ra, anh cũng đang chơi rất hay trong áo PSG. Liên đoàn bóng đá Anh FA vừa mở một cuộc điều tra nhắm vào Jose Mourinho, vì cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã đưa những lời lẽ mang tính sỉ mạ ở trận đấu Newcastle vào cuối tuần qua. Trong lúc đi vào đường hầm Old Trafford sau trận đấu, Mourinho đã bị một chiếc máy quay theo sát. Ông đã lẩm bẩm một câu nói trong miệng bằng tiếng Bồ Đào Nha. Các chuyên gia đọc khẩu hình nhanh chóng phát hiện ra đó là câu chửi bằng tiếng Bồ Đào Nha. Điều này khiến ông đang chuẩn bị đối diện với án phạt nặng từ FA. Với chiến thắng trước Newcastle, Jose Mourinho tạm thời vượt qua sức ép ở Old Trafford. Tuy vậy, tương lai của người đặc biệt vẫn chưa được đảm bảo. Một trong những lý do khiến Manchester United chưa thể xuống tay có lẽ là khoản bồi thường rất lớn về tài chính. Julen Lopetegui đang phải trải qua những ngày tháng khó khăn nhất tại Real Madrid. 4 trận liên tiếp không thắng, trong đó có 3 thất bại và thậm chí là không ghi nổi bàn thắng nào, đã đẩy vị huấn luyện viên 52 tuổi vào sức ép vô cùng lớn. Vào thời điểm hiện tại, chủ tịch Florentino Perez vẫn chưa động thủ, bởi sau thất bại trước Alaves, La Liga sẽ tạm nghỉ 2 tuần để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu. Trong thời gian này, Lopetegui cần chuẩn bị cho các trận đấu với Levante vào vòng 9 và Victoria Plzen tại Champions League, và đặc biệt là trận siêu kinh điển gặp Barcelona vào ngày 28 tháng 10. Theo Marca, trận đấu với Barca sẽ quyết định tương lai của Lopetegui, và trước khi thời điểm đó, Real Madrid bắt đầu kế hoạch tìm người thay thế. Antonio Conte có lẽ là ứng viên hàng đầu vào lúc này. Lý do cũng khá đơn giản, vì vị chiến lược gia này cũng đang thất nghiệp sau khi chia tay Chelsea. Sau thời gian dài chờ đợi, cuối cùng Arsenal cũng đã công bố bản hợp đồng khổng lồ có giá trị lên tới 300 triệu bảng với hãng thể thao danh tiếng Adidas. Bắt đầu từ mùa giải tới 2019-2020, Arsenal sẽ chuyển sang sử dụng chiếc áo đấu do Adidas sản xuất.
Với việc chuyển sang sử dụng áo đấu của hàng thể thao nước Đức, Arsenal đã trở thành câu lạc bộ có hợp đồng tài trợ áo đấu lớn thứ 3 thế giới, chỉ xếp sau Barcelona và Manchester United. Đội bóng xứ Catalonia nhận được 140 triệu bảng một mùa khi hợp tác cùng với Nike, trong khi đó United được hưởng 75 triệu bảng một mùa với Adidas. Lần cuối cùng Arsenal mặc áo của hãng thể thao này là ở mùa giải 93-94. Với chiếc áo đấu mang thương hiệu này, pháo thủ đã từng đăng quang giải đấu số 1 nước Anh trong mùa giải 88-89. Theo những thông tin mới nhất, hậu vệ Luke Shaw của Manchester United đã dính chấn thương và không thể hội quân cùng với tuyển Anh. Do đó, huấn luyện viên Gareth Southgate đã triệu tập bổ sung hậu vệ Ben Chilwell của câu lạc bộ Leicester City để chuẩn bị cho cuộc đọ sức với Croatia và Tây Ban Nha. Trái ngược với Shaw, huấn luyện viên Tite đã triệu tập Lucas Moura lên tuyển Brazil để thế chỗ cho Everton Suarez bị chấn thương để chuẩn bị cho hai trận đấu với Ả Rập Saudi và Argentina. Đây là lần đầu tiên sau hơn 2 năm tiền vệ này mới được gọi trở lại đội tuyển. Một thông tin không vui đã đến với đội tuyển Việt Nam khi hậu vệ Vũ Văn Thanh sẽ không thể tham dự AFF 2018 do bị chấn thương đứt dây chằng. Hậu vệ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết khoảng nửa tháng nữa anh sẽ sang Hàn Quốc để thực hiện ca phẫu thuật. Vũ Văn Thanh đã gặp chấn thương trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Thống Nhất ở vòng 22 V-League. Chia sẻ về chấn thương này, Văn Thanh cho biết: "Bản thân tôi cảm thấy sốc khi nhận được thông tin mình bị đứt dây chằng. Bây giờ tôi chẳng biết nói gì về vấn đề này. Tôi cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không được cùng đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2018.